Huỳnh Như và Cẩm Nguyên kính chào quý khán giả theo dõi nhịp sống ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Rất nhiều tin tức đáng quan tâm được chúng tôi thông tin đến quý vị trong buổi sáng hôm nay. Trước tiên Huỳnh Như chia sẻ về câu chuyện phía sau bức ảnh này. Rải tiền lẻ rồi chắp tay khấn vái, hình ảnh này không còn xuất hiện riêng ở chùa chiền hay những điểm tâm linh nữa mà đang hiện diện ở một số nơi ít ai ngờ tới. Trước cổng và các gốc cây của trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình, rất nhiều tờ tiền giấy có mệnh giá 1.000 đồng được quăng rải rác. Một số người chứng kiến cho biết những người rải tiền là phụ huynh có con thi vào trường chuyên, cầu con thi đậu. Sau khi rải tiền, họ còn khấn lại, rất phản cảm. Phát hiện sự việc, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ kỳ thi có mặt để thu dọn. Ai cũng biết có thi đậu hay không tùy vào năng lực của từng học sinh. Thay vì cầu xin khấn vái vào những điều khó xác định, phụ huynh nên động viên con cái chăm chỉ học hành, học tốt thì cơ hội đậu mới cao. Nhịp sống ngày mới sáng nay tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Hai tuần sau khi Thủ tướng Chính phủ kêu gọi đăng ký hiến tạng, danh sách tăng thêm 10.000 người. Từ Cần Thơ, bác sĩ Việt Nam can thiệp mạch máu não, livestream đến hội nghị Clean Paris cho 500 chuyên gia quốc tế xem. Góc nhìn sáng nay, kiểm soát thị trường vàng, nhiều bộ ngành vào cuộc siết chặt, quản lý vàng lậu chảy vào nội địa. Bước tiến mới của trí tuệ nhân tạo và lộ trình Việt Nam chuẩn bị trở thành một trong những điểm sáng trong tương lai. Trong khoảng 10 năm, Việt Nam có 86.000 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời. Nhưng chỉ 2 tuần sau lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại chương trình đăng ký hiến tặng mô tạng cứu người, cho đi là còn mãi, số lượng người đăng ký tăng kỷ lục thêm gần 10.000 người. Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người ước tính tại Việt Nam có 500-600 bệnh viện có nguồn chết não tiềm năng trong tổng số khoảng 1.500 bệnh viện trên toàn quốc. Nếu mở rộng được mô hình mạng lưới vận động, trong từ 5 đến 7 năm chúng ta có nguồn hiến tạng từ người cho chết não tương đương Hàn Quốc. Chiều qua, các bác sĩ Việt Nam vừa vinh dự được mời chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn về đột quỵ đang diễn ra tại Pháp. Tại đầu cầu Việt Nam, các bác sĩ chia sẻ trực tiếp kinh nghiệm chuyên môn về can thiệp mạch máu não cho 500 chuyên gia bác sĩ toàn cầu trong điều trị bệnh hiếm về đột quỵ. Hơn 500 bác sĩ nước ngoài toàn cầu theo dõi trực tiếp các bác sĩ Việt Nam trình diễn can thiệp thị phạm, 2 ca bệnh lý mạch máu não phức tạp điển hình. Ekip thực hiện là tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, cùng các bác sĩ lĩnh vực can thiệp đột quỵ từ đầu cầu Việt Nam thông qua Internet tốc độ cao. Ngoài sự trực quan sinh động, hàng trăm chuyên gia bác sĩ các nước, một sở thị nâng cao kinh nghiệm tay nghề trước một tập thể bác sĩ Việt Nam đang tập trung chuyên môn cao độ cứu người. 2 ca phẫu thuật trực tuyến thành công trong tiếng vỗ tay dở hòa chúc mừng của đồng sự thế giới. Đây là sự kiện minh chứng cho sự phát triển và nâng cao uy tín của ngành y tế Việt Nam trên trường quốc tế, có thể tham gia vào việc đào tạo giảng dạy toàn cầu. Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, 4 ngân hàng thương mại là Agribank, Vietinbank, Vietcombank và BIDV mở cửa bán vàng ổn định giá, số lượng người mua rất đông dẫn tới tình trạng quá tải. Do các ngân hàng không quy định về số lượng vàng mà mỗi khách được mua nên có người đăng ký tận 30-40 lượng. Tại công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, hầu hết khách hàng đến mua vàng là chính, rất ít người đến bán vàng. Những tháng gần đây, chúng ta luôn phải giật mình khi giá vàng cứ đi lên từ 70 đến 92 triệu đồng một lượng. Bất kể ngân hàng nhà nước đấu thầu để tăng lượng cung, thì đây lại bất ngờ khi ngay từ thời điểm ngân hàng mới ra thông điệp, các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chưa bán vàng can thiệp
mà giá lao dốc. Theo các chuyên gia, sự chuyển đổi trạng thái từ tăng nóng sang lạnh cho thấy thị trường vàng có gì đó không bình thường. Từ đầu năm đến nay, việc giá vàng liên tục biến động mạnh. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do nhiều vụ buôn lậu. Mặc dù chưa có số liệu thống kê báo cáo nào về tình hình nhập lậu vàng vào Việt Nam, nhưng một số vụ khởi tố hình sự mà Nhịp sống Ngày mới kỳ trước có đề cập cho thấy hoạt động này vẫn đang diễn ra. Và một trong những nguyên nhân là do giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới. Thời điểm này, buôn lậu vàng được coi là siêu lợi nhuận. Nhưng vàng nhiều đến bao nhiêu, thủ đoạn có xảo quyệt đến cỡ nào thì đến cuối cùng cũng phải phơi bày trước ánh sáng của pháp luật và cũng đến lúc siết chặt việc quản lý hơn thị trường mặt hàng kim loại quý này. Ngay từ tháng 3, Tổng cục Quản lý Thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước đồng loạt ra quân kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vàng, quyết không bỏ lọt vi phạm. Sau hơn một tháng kiểm tra 18 cơ sở, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh phát hiện 12 nơi vi phạm với tổng số tiền phạt gần 222 triệu đồng. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5, kiểm tra đột xuất 49 điểm kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ trên địa bàn. Kết quả đều có vi phạm, trong đó nổi cộm là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 14 tháng 5, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra đối với 35 cơ sở kinh doanh và tạm giữ hơn 700 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhiều tiệm vàng ở miền Tây bị xử phạt. Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ trong vòng 4 tháng kiểm tra 44 tiệm vàng, trong đó phát hiện 39 tiệm vàng vi phạm, xử phạt gần 700 triệu đồng. Riêng Cục Quản lý Thị trường của tỉnh An Giang kiểm tra tiệm vàng Kim Hương Dinh lớn nhất Long Xuyên, phát hiện hàng chục ngàn sản phẩm vàng, vàng trắng được bày bán có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài các đơn vị nhỏ lẻ, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, tới đây các ông lớn kinh doanh vàng cũng bị thanh tra. Và để siết chặt nhập lậu vàng vào Việt Nam từ biên giới thôi thì chưa đủ, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế mạnh tay điều tra chống buôn lậu vàng, nổi cộm là việc áp dụng hóa đơn điện tử tại các điểm kinh doanh vàng. Tất cả các giao dịch được xuất hóa đơn điện tử, giúp những loại bỏ mặt hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, việc chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới nếu không còn cao thì làm sao có buôn lậu? Do đó các chuyên gia vẫn cho rằng siết chặt buôn lậu vẫn cần nới cửa nhập khẩu nguyên liệu vàng. Từ cuối năm ngoái đến nay, giá vàng liên tục tăng. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC với thế giới thường xuyên duy trì ở mức cao từ 13 đến 15 triệu đồng một lượng. Có thời điểm đẩy lên đến gần 20 triệu đồng một lượng, bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để tăng cung cho thị trường. Mức chênh lệch quá cao giữa vàng miếng SJC với thế giới được xem là nguyên nhân dẫn đến tình trạng buôn lậu làm chảy máu ngoại tệ và góp phần gây áp lực lên tỷ giá hối đoái của Việt Nam. Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, việc cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ chủ yếu là vàng nhẫn, đáp ứng được nhu cầu cất trữ của người dân, tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, hạn chế tình trạng nhập lậu vàng nguyên liệu, giúp doanh nghiệp minh bạch nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo chất lượng trong hoạt động sản xuất. Vẫn nhắc lại quan điểm về việc cần thiết phải sửa đổi Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý thị trường vàng, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia phân tích, thị trường có hai vấn đề được nhắc tới là vàng hóa và chênh lệch cao, bất hợp lý giữa giá trong nước với thế giới. Hiện nay tình trạng vàng hóa không còn nữa vì cấm sử dụng vàng như phương tiện huy động và cho dây trong các ngân hàng. Vấn đề còn lại là chênh lệch giá vàng cao đến mức phi lý, thậm chí có lúc mức chênh lệch lên gần 30% giá vàng. Lâu nay chúng ta không nhập khẩu vàng nguyên liệu, trong khi nhu cầu trong nước vẫn có. Thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới, mỗi năm nhu cầu Việt Nam có thể lên tới 50 tấn vàng. Vì vậy, nếu không nhập khẩu chính thức thì nguồn cung từ đâu? Cung thấp hơn nhiều so với cầu. Như vậy, để bù đắp nhu cầu này, người ta phải nhập lậu vàng hoặc là tăng giá vàng lên. Do đó, giải pháp căn cơ nhất, đúng thông lệ quốc tế là cho phép xuất nhập khẩu vàng tự do và áp dụng chính sách thuế phù hợp.
Để làm được điều này, cần phải sửa Nghị định 24, trong đó bỏ quy định nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, bỏ độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Ở các nước, tình trạng giá vàng trong nước cao hơn thế giới 2% là xuất hiện hiện tượng buôn lậu vàng. Ngay cả Hội đồng Vàng Thế giới trước đây cũng có khuyến nghị thuế suất nhập khẩu 1% là cao. Nếu vượt mức này thì hiện tượng buôn lậu cũng xảy ra. Theo các chuyên gia, vấn đề hiện nay cần giải quyết là tăng nguồn nguyên liệu vàng cho hoạt động sản xuất trên thị trường. Tiếp tục nội dung của Nhịp sống ngày mới sáng nay, ước tiến mới của trí tuệ nhân tạo và lộ trình Việt Nam chuẩn bị trở thành một trong những điểm sáng trong tương lai. Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt cây xanh 10 đến 12 năm tuổi trên đường Phạm Văn Đồng chết khô. Buôn du lịch cộng đồng đón khách tham quan trải nghiệm làn gió mới của du lịch ở Đắk Lắk. Thưa quý vị, những khả năng phát triển mới của trí tuệ nhân tạo AI đang thu hút nhiều sự chú ý hơn do sự phổ biến rộng rãi của các công cụ AI. Theo các chuyên gia, điều này còn tiếp tục tăng tốc trong năm nay. AI chuyển từ vị thế một công nghệ có cũng được sang một vị thế quan trọng. Kỳ cuối loạt phóng sự những bước tiến của AI, mời quý khán giả cùng anh Sơn Hiền cận cảnh những xu hướng phát triển của công nghệ này trong năm nay và những năm tiếp theo. Việt Nam có lộ trình chuẩn bị dài hơi để trở thành một trong những điểm sáng trong phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Hãy gợi ý một món quà tặng bạn của tôi, người này thích môn quần vợt. Túi khán giả chỉ giới thao tác đơn giản, nhấn nút và nói mong muốn tặng quà cho người bạn thích quần vợt. Rất nhiều gợi ý như máy phát banh, vợt hoặc giày nhanh chóng hiện ra, giúp tôi có thêm nhiều sự lựa chọn. Smartphone tích hợp một trợ lý ảo AI có thể nghe và hiểu các mệnh lệnh từ giọng nói người dùng, từ đó thực hiện các tác vụ như nghe gọi, nhắn tin, mua hàng trực tuyến. Đây cũng là xu hướng trong năm nay khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục tái định hình xu hướng thiết bị di động, nổi bật với những chiếc smartphone AI. Ngoài máy tính, trí tuệ nhân tạo hay AI đang ngày càng gần gũi với người dùng thông qua smartphone. Với sự tích hợp vào chip xử lý trên smartphone, AI tạo cơ sở giải quyết mọi tác vụ mà không cần đến Internet. Nó hệt như một bộ xử lý riêng biệt gắn cùng chip hệ thống nhưng sở hữu sức mạnh tính toán siêu nhanh, dễ dàng xử lý các tác vụ phức tạp hơn, ví dụ dựng diện giọng nói, khuôn mặt người dùng, dịch ngôn ngữ hay tìm kiếm thông tin. Năm ngoái xuất hiện một số mẫu robot hình người trong các nhà hàng để chào đón khách, phục vụ thức ăn, phục vụ trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên đa phần chúng mới ở dạng nguyên mẫu, chưa được thương mại hóa. Còn năm nay là năm đột phá vì robot hình người xuất hiện nhiều hơn. Một số công ty lên kế hoạch sản xuất hàng loạt robot hình người như Agility Robotics của Mỹ, xây dựng nhà máy rộng 70.000 m², dự kiến giao sản phẩm cho khách hàng trong năm nay. Các robot hình người với tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, các hoạt động trở nên nhanh nhẹn và linh hoạt hơn, làm người dùng khó có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là sản phẩm AI. Từ các nhà hàng, bệnh viện, nơi núi cao hiểm trở hay giữa đại dương mênh mông, các robot tích hợp AI xuất hiện ngày càng nhiều để dần thay thế các hoạt động của con người. Các rạn san hô rất quan trọng đối với hệ sinh thái biển, tuy nhiên chúng lại đang phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Năm nay, các nhà nghiên cứu phát triển một hệ thống AI có thể phân tích lượng lớn dữ liệu hải dương học để xác định các địa điểm phục hồi san hô tối ưu. Nền tảng AI này sử dụng thuật toán máy học để đánh giá các yếu tố như nhiệt độ nước, độ axit đại dương và sinh vật biển hiện có để dự đoán tỷ lệ sống sót của các rạn san hô ở nhiều địa điểm khác nhau. Việc phục hồi môi trường biển với sự hướng dẫn của AI đạt được tỷ lệ thành công cao hơn so với các công nghệ truyền thống tương tự từng có trước đây. Cuối cùng, nó giúp gia tăng độ che phủ các rạn san hô khỏe mạnh, bền vững. Chào bạn tiền nhà! Hành trình của AI vào năm nay tiếp tục minh chứng cho trí tuệ và sự khéo léo của con người.
AI thế hệ mới không còn là công nghệ vô cảm mà còn được tích hợp EQ, tức là trí tuệ xúc cảm. Ngay từ những ngày đầu năm nay, trong triển lãm điện tử tiêu dùng CES tại Las Vegas, Mỹ, ông lớn công nghệ Hàn Quốc LG mang đến robot quản gia kèm theo khái niệm mới AI tích hợp EQ. Robot có thể chăm sóc con người từ việc chuẩn bị thuốc thang, chào gia chủ đi học, đi làm mỗi sáng và đón trở về vào cuối ngày và không quên tóm tắt hoạt động của gia đình trong ngày. Nó có thể giao tiếp với lượng ngôn từ phong phú và phức tạp hơn hẳn so với các robot trước đây. Điểm đặc biệt là nó còn có thể chủ động gọi cấp cứu trong trường hợp gia chủ gặp chuyện không may. Đây là sản phẩm được thiết kế để phù hợp trong cuộc sống hàng ngày. Với trí tuệ xúc cảm, robot có thể chăm sóc cho ngôi nhà, không những biết giao tiếp mà còn có thể thể hiện sự đồng cảm với con người. Trong lĩnh vực báo chí, mới đây, gã khổng lồ công nghệ OpenAI có bước đi tiên phong khi hợp tác với nhà xuất bản tin tức lớn nhất nước Đức để sử dụng tin tức chính thống trong các câu trả lời của chatbot. Đây là thỏa thuận xuất bản đầu tiên trên toàn cầu giữa một công ty phát triển trí tuệ nhân tạo với báo chí nhằm đào tạo mô hình AI dựa trên tin tức. Thỏa thuận này mở đường cho các công ty công nghệ trong việc tích hợp báo chí vào AI nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch là vấn đề nổi cộm trong năm rồi. Với ngành chăm sóc sức khỏe, AI đóng góp trong lĩnh vực này bằng cách cho phép tạo ra các kế hoạch điều trị mang tính dự đoán có độ chính xác cao hơn và cá nhân hóa nhiều hơn. Nói một cách dễ hiểu hơn, đó là khi thuật toán AI được tích hợp, các máy móc trong điều trị bệnh trở nên thông minh và hiện đại hơn. Chẳng hạn như máy cộng hưởng từ MRI này, khi quét qua cơ thể người có thể phát hiện được những biểu hiện bất thường ngay khi còn rất nhỏ. Máy có thể phân tích mức độ bệnh hoặc là dự đoán nguy cơ mắc một số bệnh nhất định của một cá nhân, đề xuất các kế hoạch phòng ngừa hoặc điều trị được cá nhân hóa mà người đó dễ thực hiện, tiếp thu nhất. Qua phim trường ảo của HCTV với những kỹ xảo truyền hình 3D được mô phỏng, có thể thấy năm nay đánh dấu bước ngoặt lớn trong ứng dụng AI với những đổi mới bao gồm phục hồi môi trường, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Khi AI tiếp tục phát triển, sức mạnh biến đổi của nó chắc chắn mở ra nhiều khả năng hơn nữa, định hình lại tương lai theo những cách mà chúng ta chỉ mới bắt đầu nghĩ tới. Trí tuệ nhân tạo AI với nhiều tiềm năng công nghệ này được ứng dụng trong rất nhiều ngành lĩnh vực tại Việt Nam những năm qua. Trong xu thế phát triển của thế giới, nước ta không đứng ngoài cuộc. Và sắp tới đây, Việt Nam hình thành từ 16 đến 20 khu công nghệ thông tin tập trung và thành viên chuỗi khu công viên phần mềm. Các khu này tập trung tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, hướng tới phát triển dịch vụ sản phẩm giá trị gia tăng cao. Theo phê duyệt quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, định hướng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin dựa trên các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, Internet vạn vật, tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội để hình thành công nghiệp công nghệ số. Ngành công nghiệp công nghệ số phát triển nhanh và bền vững với trọng tâm là chuyển dịch từ lắp ráp gia công sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin Made in Việt Nam, góp phần tạo không gian phát triển mới của đất nước và tham gia sâu vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ số thế giới. Đến năm 2030, hình thành 16 đến 20 khu công nghệ thông tin tập trung và hình thành chuỗi khu công viên phần mềm, thu hút đầu tư phát triển mạnh các khu công nghệ thông tin tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và một số vùng có sự phát triển mạnh về công nghiệp công nghệ thông tin. Với vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm công nghiệp dữ liệu của khu vực, làm trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của vùng, nơi tập trung các dịch vụ và công nghiệp công nghệ thông tin đa dạng chất lượng cao, tập trung cho công cuộc chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp và phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu của vùng. Cuộc chạy đua trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang nóng lên từng ngày. Trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế, Việt Nam xác định tập trung phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, một mũi nhọn được dự báo trở thành ngành công nghệ đột phá nhất trong 10 năm tới. Đây là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khi chúng ta nắm bắt những khả năng mới này, AI giúp nâng cao phúc lợi con người và bảo vệ hành tinh của chúng ta, tạo tiền lệ cho sự phát triển công nghệ trong tương lai.
Liên quan vụ ba bé gái đuối nước tại bến đò Bù Cạp thuộc khu phố Rạch Bắp, phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đội người nhái thuộc đơn vị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương lặn tìm thấy một thi thể. Do trời tối, nước sông Sài Gòn đang lớn, cộng thêm nhiều đám lục bình trôi dạt theo dòng nước, gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ đang đưa nhiều đội người nhái mang bình hơi lặn xuống lòng sông, mò tìm hai người còn lại. Đi nhầm đường, một ô tô biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh bất chấp nguy hiểm lùi xe trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Mặc dù được người tham gia giao thông cùng chiều cảnh báo, nhưng tài xế bất chấp sự an toàn của bản thân và những người khác. Ngay chiều qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết xác minh và liên hệ với chủ ô tô lên làm việc và xử phạt theo quy định. Theo Nghị định 100, người điều khiển xe đi ngược chiều, lùi xe trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng. Tài xế vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. Tình trạng cây xanh có tuổi đời khoảng từ 10 đến 12 năm tuổi chết khô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra khoảng một tháng nay trong sự nuối tiếc của người dân. Hôm qua, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh thành phố xác định nguyên nhân là do bị sốc nhiệt trong đợt nắng hạn gay gắt vừa qua. Công ty báo cáo Sở Xây dựng thành phố và xin đốn hạ các cây bị chết, trồng lại cây thay thế. Dù mùa mưa nhưng nắng nóng đang quay trở lại tại Nam Bộ. Toàn khu vực Nam Bộ giờ hôm qua có nhiệt độ ngày và đêm hầu hết đều tăng so với hôm trước. Nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi, có nơi nắng nóng gay gắt. Dù đang trong mùa mưa, tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân đi ra đường buổi sáng có thể cảm nhận sự oi bức khi 8 giờ sáng mức nhiệt là 31 độ, tới 10 giờ 30 phút là 34 độ. Đây là mức nhiệt dự báo được đo trong liều khí tượng. Mức nhiệt cảm nhận thực tế có thể cao hơn. Trong khi đó, mức nhiệt được xem là nắng nóng là 35 độ. Theo các chuyên gia khí tượng, do Nam Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của áp thấp trong nóng và trên cao có áp cao cận nhiệt đới. Hai hình thái thời tiết này kết hợp gây nên tình trạng nắng nóng. Những ngày trước do ảnh hưởng của cơn bão số 1 gây mưa nhiều nên không khí nóng quá gay gắt. Nhưng vài ngày gần đây, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu khiến mưa giảm. Chuyên gia dự báo nắng nóng ở Nam Bộ có thể kéo dài đến ngày 8 tháng 6. Ngược lại, miền Bắc đang vào chuỗi ngày mưa lớn có nơi trên 200mm. Chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Thưa quý khán giả, với nhiều thế mạnh về du lịch, Buôn Rốp, xã Rây Sáp, huyện Rông Anna được công nhận là buôn du lịch cộng đồng lần thứ 3 tại tỉnh Đắk Lắk. Người dân ở nơi đây chủ động làm mới các sản phẩm du lịch, xây dựng chương trình đặc sắc, sẵn sàng đón khách du lịch đến với buôn trong mùa hè này. Những ngày này, bà Hờ Lát Nghê, chủ homestay ở Buôn Rốp, xã Rây Sáp, huyện Rông Anna đang tất bật dọn dẹp trang trí ngôi nhà dài truyền thống để chuẩn bị đón khách du lịch. Ngoài chuẩn bị ẩm thực truyền thống, cồng chiên, lửa trại, bà Hờ Lát cùng với các nghệ nhân tạo ra các đồ lưu niệm mới mẻ, độc đáo từ tre nứa để thu hút khách. Dịch vụ trải nghiệm du khách ở gia đình mình tại đây, nhà đình mình chỉ là đốt lửa trại cho họ rồi lại để họ lưu trú rồi cho nấu ẩm thực cho họ, rồi gà nướng, rồi cơm lam. Rồi buổi sáng thì là cà phê. Mà du khách muốn đi thăm vườn điều, mình cho đi thăm vườn điều. Với lại muốn đi trải nghiệm theo bờ sông, mình dắt đi theo bờ sông luôn. Rồi xuống bãi tắm luôn. Sau khi được công nhận là buôn du lịch cộng đồng, Buôn Khớp từng bước nhân rộng mô hình, huy động 30-40% số nhà dài để phục vụ du lịch. Để việc đón khách du lịch được chu đáo, Ban Quản lý Du lịch Cộng đồng hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa đặc trưng như tham gia các hoạt động thường ngày của người dân, thưởng thức những món đặc sản, tham gia đánh chiên, múa xoan và giới thiệu về văn hóa truyền thống của buôn làng. Buôn Khớp tạo cho mình một hướng đi riêng, tạo điểm nhấn khác biệt để cuốn hút du khách.
tập trung cho những cái hiện có của mình, bằng cái nội lực mình có, mình sẽ từ đó mình phát huy mạnh ra, kể cả mình lấy cái văn hóa làm cái gốc để mà mình từ cái văn hóa đó mình phát huy cái thế mạnh để mà tạo ra cái sự khác biệt của du lịch Đắk Lắk so với các địa phương khác. Hiện nay Đắk Lắk quy hoạch phát triển 16 thôn buôn du lịch, tạo sức hút thúc đẩy các loại hình du lịch cộng đồng. Các buôn dần hình thành các cụm sản phẩm tạo điểm nhấn để thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm. Với sự chuẩn bị chu đáo từ tỉnh đến cơ sở, Đắk Lắk là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước trong mùa hè này. Nội dung vừa rồi cũng khép lại nhịp sống ngày mới hôm nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.